bỏ lỡ cơ hội đầu tư với sự trở lại của vàng trắng. Quý 1 năm 2024, xuất khẩu cao su Việt Nam ghi nhận những con số khởi sắc như đạt 414,31 ngàn tấn, trị giá 607,35 triệu đô, tăng 8,5% về lượng, 14,3% về giá trị so với cùng kỳ 2023. Mở rộng thị trường chính tại khu vực châu Á 86,53%, nổi bật là Trung Quốc và Ấn Độ. Đặc biệt, doanh nghiệp cao su Việt Nam có lợi thế khi xuất khẩu sang EU nhờ chứng nhận VFCO, VEFC. Giá cao su tự nhiên tăng 35% so với đầu năm 2024 do tác động từ hoạt động sản xuất lốp xe, đặc biệt là xe điện tại Trung Quốc tăng mạnh. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su toàn cầu, giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 5 năm 2024 đạt 1.616 đô trên một tấn, tăng 1,2% so với tháng 4 năm 2024. Cổ phiếu nhóm cao su có xu hướng hưởng lợi tích cực từ sự phục hồi với lợi thế mạnh mẽ của ngành, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi các số liệu bắt đầu phản ánh kết quả kinh doanh sẽ tạo ra được những đột phá hơn. Nhà đầu tư diễn đàn F247 bình chọn ra các anh tài khởi sắc trong ngành cao su như sau. Thứ nhất, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mã GVR với tổng diện tích trồng là 370.000 ha. Quý 2 trở đi hứa hẹn sẽ là điểm sản lượng của GVR đạt mức cao nhất, chuyển đổi quỹ đất lên tới 15.000 ha để cho thuê. Mảng khu công nghiệp có thể sẽ dẫn dắt tăng trưởng trong tương lai. Thứ hai, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk mã DRI công suất nhà máy chế biến mủ đạt 18.000 tấn một năm. Lợi nhuận sau thuế của DRI đạt 20,9 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. DRI đang kỳ vọng game thoái vốn nhà nước sẽ giúp công ty sớm khai thác được nhiều tiềm năng. Thứ ba, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng mã DRC. DRC là cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn với lợi thế. Đầu tiên, mở rộng nhà máy, nâng công suất sản xuất lốp xe lên 1 tỷ lốp, mở rộng thị phần phân phối với đối tác Brazil, tập trung sản xuất lốp Radian có phiên lợi nhuận cao, giá nguyên liệu đầu vào thấp, doanh nghiệp đã dự trữ hàng tồn kho giá tốt.